Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ những nhà vườn ở miền Tây Cần Thơ nữa. Cảm ơn rất là nhiều quý vị luôn. Thì hôm nay đến bãi kiển của Quỳnh Diệm giới thiệu một số loại cây mai, cây cảnh cho quý vị khán giả giao lưu. Thì cụ thể chúng ta gặp chủ của cái vườn mai quý vị. Rồi xin mời. Dạ con cũng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay con cũng xin được giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn một cây mai tàn lớn và 6 cây mai tàn nhỏ chi cành cổ hay cô chú anh chị. Rồi. Mong được cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi, đầu tiên là mình cây lớn trước hả nhỉ? Đầu tiên là cây tàn lớn trước hay cô chú anh chị. Cây này là một cốt giót đọt hay cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 4m, tán ngang hơn 4m hay cô chú anh chị. Okay. Đó. Cây này thì con mới vô dây chỉnh sửa. Thì do quá trình vận chuyển nó có lỗi một số cái chân đọt đó. Thì ví dụ cô chú anh chị về mình nuôi tầm khoảng 4-5 tháng sau là bắt đầu là nó ấm lại cái đọt rồi hết cô chú anh chị. Đọt lại ha. Dạ tại vì nó có chân cành sẵn hết trơn rồi. Rồi con kéo hạo mấy cái thông số con báo ha. Chiều cao thì 4m con báo rồi ha. Chiều cao 4m á nhỉ? Dạ tàn ngang là trên 4m luôn hết cô chú anh chị. Rồi, rồi. Con xin báo cái thông số ha. Cây lớn ha cô chú anh chị, nở cũ cho nên là đo nhiều vị trí ha. Hoành thân vị trí này tính 50 ha cô chú anh chị. Rồi, 50 quý chú ơi. Kéo tràn xuống cái cũ là 55. Rồi. Con kéo cái cũ đấy đặt cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cũ đấy đặt vị trí này tầm 105 ha cô chú anh chị. Rồi, 105. Đường kính bầu hiện tại là 96. Rồi. Tổng cái hoành đế tầm 200 á cô chú anh chị ơi. Cái hoành đế ha. 200. Rồi tiếp theo con xin báo cái thốc thân ha cô chú anh chị. Cái thốc thân của cây này là 36. Rồi, chỗ này 36. Chi cành số 1 chỗ này có dây nhôm luôn á là 17 thì bỏ dây nhôm tầm 2-3 phân gì hết cô chú anh chị là nó khoảng 14-15 đây ha. Rồi. Mình đo hạo hạo ha. Cây giót liền lạc cây hết cô chú anh chị, cây này nó còn tơ nè. Cây này cô chú anh chị nuôi về mình xuống bồn là cây rất là mau lớn ha. Tuổi cây, đồ mình biết không anh em ơi? Cây này thì nó tầm mười mấy năm anh, tại vì cây này nó tơ mà nó phát. À. Dạ, nước da nó còn rất là tơ, cây này cô chú anh chị mình nuôi đường dài là nó mau lớn lắm. Có tư vấn đồ cách chơi hay là sao? Dạ. Thì ví dụ cô chú anh chị nào mà có thiện ý thì con sẽ hỗ trợ tối đa cái phần mà con biết ha. Cái nào con không biết thì con hỏi thêm những anh em mà làm kiển lâu năm á. Thì con sẽ giải đáp cho cô chú anh chị. Rồi nguyên cái đường kính ngang của đế là nãy đo nhiêu? 96 anh, đường kính bầu là 96 ha. Đường kính bầu. Rồi cũng đi vòng trọn vẹn cái bầu cho cô chú xem á. Cây này được có một cái là nó thứ nhất là nó còn tơ, cái hai nữa là nó một cốt mà nó liền hết, nó chưa, nó không có bị gãy khúc nào hết cô chú anh chị. Một cốt liền giót. Cây này cô chú anh chị nuôi đưa đường dài là cây này lên tiền nhiều lắm cô chú anh chị. Rồi tổng thể lúc nãy đó là 4m chiều cao phải không? Dạ đúng rồi, chiều cao là 4m. Em đứng lên giơ tay thử coi. 4m nha quý cô chú. Dạ. Nó tầng ngang cũng tầm 4m đó cô chú anh chị. Để thuộc loại khủng mà. Rồi hình thức ví dụ như đồng ý giao lưu mình cách thức vận chuyển cho nó nhỉ. Cái này á thì con báo giá công khai là 60 triệu, con bao ship cho cô chú anh chị bằng xe cẩu 200 km. Rồi. Bằng xe cẩu hay cô chú anh chị, nếu như cô chú anh chị nào mà vô đường có mà lòi thì hỗ trợ chi phí hoặc là nhân công tiếp con. Tại vì cây này phải đi xe cẩu ha, đi đường lớn ha, con bao xe cẩu 200 km hết đường lớn. Rồi mình vô quay nhạo là bẻ nhôm dạ. Hết ha. Dạ vô bẻ sửa cho cô chú anh chị sẵn hết. Tàn dữ lắm nha cô chú. Cô chú anh chị có ý cây nào thì liên hệ con là 0939829852. Rồi. Bãi con cây luôn ha. Dạ. Có Zalo rồi đầy đủ không? Dạ dạ. Bãi con ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ở đây cũng còn nhiều cây lắm. Thì ở đây giờ cũng như là cái câu lạc bộ á cô chú anh chị. Cô chú anh chị có điều có dịp đi ngang á, mình ghé mình tham quan cây của cũng rất là nhiều của anh em. Rồi, đúng lộ luôn. Dạ, tàn xù hoặc là bonsai, nói chung là câu lạc bộ cũng hơi nhiều cây rồi. Rồi, giá dạ. Cuối cùng của em số 1 tàn này là 60 triệu ha. Dạ, 60 triệu bao ship 200 km hết đường xe cẩu. Dạ.
nếu như mà có đi vô đường nhỏ thì hỗ trợ tiếp con phần mà kiếm xe lòi với nhân công lòi tiếp. Rồi, cảm ơn Diệm nhiều ha. Dạ. Rồi mình qua cây số 2 ha. Rồi. Góc đó thấy không ạ? Thấy. Dạ. Kiều Duyên á, giờ ra nhìn mặt chút xíu. Kéo ra. Chưa? Được chưa? Rồi, ok. Rồi, cũng tàn luôn á. Dạ, nói chung là lô này là tàn. Còn mấy cây này thì nó nhỏ nhưng mà nó già, chỉ cành cổ hết á cô chú anh chị. Cây tàn. Cây này tàn nó lớn lắm ha cô chú anh chị. Tại mình cun lại cô chú anh chị mình nuôi. Cun bỏ dâm á, chứ ở ngoài thiên nhiên tàn nó tới 2 mét mấy, 3 mét được. Chủ yếu mình lấy cái dàn xương đẹp thôi. Rồi về mình có ghép hoặc là mình dưỡng lại gì đó. Dàn xương cành rất đẹp hả cô chú anh chị? Để cũng loại khá luôn bạn. Dạ. Ơi. Này chú chủ nhà ổng có chỉnh sửa hồi nhỏ. Nói chung là cây sửa chân cành khá không à. Cây này thì nó nhỏ hoành nhưng mà nó rất già cô chú anh chị. Cái này dạ, mình chơi đó. Theo lối kiển cổ ha. Cây này hai mấy năm hết trơn rồi đó, mình có ba lớn á. Nó già tuổi hơn cây lớn đó nữa. Rồi con xin báo tổng chiều cao. Chiều cao luôn. Chiều cao cây tầm 1m7 cô chú anh chị. Rồi 1m7. Tán ngang hiện tại là tầm 1m2. Hoành thân vị trí này là 29 ha cô chú anh chị. Đây là 29. Cũ nở lắm ha. Đường kính bầu là 68. Cây mã số 1 này con xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 9 triệu con bao phí cho cô chú anh chị. Cái cây này miễn cô chú anh chị ở xa thì con đóng kiện gỗ. Còn ở gần thì con giao bằng xe tải ha cô chú anh chị. Cho nên là chi phí nó cũng cân đối theo cây ha. Rồi xe dài dòng đi chị. Rồi mã số 2 ha. Dạ. Rồi ok. Mã số 2. Mã số 2 giá 9 triệu. Rồi đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cũng số 3 ha cô chú anh chị. Cây này thì đế khá đẹp ha. Đế đẹp hơn cây trước nhiều ha cô chú anh chị. Cũ nở ha, chân cành to lực. Chân cành to hết ha. Dạ. Để giữ đế. Một loại khá luôn nè quý cô chú. Rồi con xin báo cái thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, thông số luôn. Chiều cao của cây này là tầm 2 mét cô chú anh chị. Rồi, 2 mét. Tán ngang hiện tại là cũng khoảng 1m2. Hoành thân vị trí này là 29. Rồi, ok. Cái củ nở ha cô chú anh chị. Củ nở vị trí này là 39. Rồi. Đường kính bầu hiện tại là 58. Rồi cây này là cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Mã số 3. Con xin giao lưu với cô quý cô chú anh chị giá là 11 triệu con bao phí cho cô chú anh chị. Cây già. Để con kéo hạo cái chân cành cho cô chú anh chị thấy. Rồi, cái độ già đó nè. Chân cành vị trí này là 16 nè cô chú anh chị. Chỗ này là 16. Không. Rồi ok. Cây nhỏ nhưng mà chân cành nó rất là già, rất là lớn. Cô chú anh chị có nghĩ liên hệ con là 0939829852. Chân cành đầy đủ chân ha. Rồi ok, đổi luôn. Chết rồi. Rồi, tiếp theo là cây mã số 4 ha cô chú anh chị. Số 4. Cũng chân cành cũng ghim không ha cô chú anh chị, cây già lực ha. Đế cũng khá đế ha cô chú anh chị. Số 4 nha quý cô chú anh chị. Để giữ.
Rồi, thông số chiều cao thử như vậy. Chiều cao của cây cũng tầm khoảng 2 mét hả cô chú anh chị? Rồi, tiếp tục là 2 mét. Tán ngang 1 mét. Hoành thân vị trí này là 29 cô chú anh chị ạ. Rồi, 29. Đường kính bầu là 54. Tay cành vị trí này là cũng 15 luôn cô chú anh chị ạ. Cây mã số 4 này con xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 9 triệu rưỡi. Con bao phí. Rồi xin nhẹ dòng đi, xin nhẹ dòng đi. Đế gì lắm đế ha. Dạ, cây già đế khéo. Rồi ok, đổi luôn. Ê. Rồi. Mã số 5 hả cô chú anh chị? Cây này dàn xương rất khá ha cô chú anh chị. Đẹp ha. Dạ. Cái cây này có chỗ này nó bị lỗi vô quá trình vận chuyển nó tét đó cô chú anh chị. Nữa cái này mình nuôi chịu khó mình nuôi lại ha. Rồi chỗ này ha. Dạ. Chứ không thôi là cây nó rất đẹp rồi. Xương quá xương cô chú anh chị. Dây gì đặt hả chơi? Dạ. Đặc biệt là bộ đế cũng khá luôn. Rồi con xin báo cái thông số. Rồi, chiều cao, chiều cao tầm 1m8 hả cô chú anh chị. Rồi 1m8. Tán ngang hiện tại là 1m4. Rồi. Hoành thân vị trí này là 25. Rồi, ok luôn. Chỗ này nó có một cục giống như cục trứng này ha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 5 này con xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 12 triệu cô chú anh chị. Rồi, em này là 12 triệu với cô chú anh chị ơi. Xương cành quá đẹp cô chú anh chị ơi. Cây già xương cành đẹp. Rồi, đọc lại số điện thoại cái gì mà. Số điện thoại con là 0939829852. Cây mã số 6 cũng là một cây xương cành đẹp chuẩn ha cô chú anh chị. Dạ. Mấy cây này là con không có báo xù nhưng mà nó là già quá nó lên xù cục hết ha cô chú anh chị. Nhưng mà người ta không có báo xù. Dạ. Nó già nó lên cục hết. Cái dàn xương này cô chú anh chị thấy một con cuôn vô vậy mà nó còn đặc vậy đó. Lúc mà tàn ở ngoài tự nhiên nó còn rất là dữ. Cũng có cuôn nhẹ vô hả? Dạ cuôn nhiều lắm anh, cuôn bỏ một bên nó tầm 5-6 tắc rồi đó. Chứ không thôi tàn nó lớn lắm, nó sồm sàm lắm. Đế nó lai lai thú ha cô chú anh chị. Nè, cái mặt này em nhìn tựa tựa, chắc giò tựa tựa lai lai thú ha. Rồi, xoay luôn. Rồi, ok, số luôn. Chiều cao thử luôn. Chiều cao cây này khoảng 1m8 cô chú anh chị ơi. 8. Tán ngang hiện tại 1m2. Rồi. Hoành thân vị trí này 33. Ok luôn. Rồi cây mã số 6 này con xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 13 triệu ạ. Đây là 13 triệu. Thân nó xù xì hết nha bà con. Cây đẹp cô chú anh chị. Rồi ok, đổi cây luôn. Cái nào? Rồi, tiếp theo là cây số 7 luôn hả cô chú anh chị? Mình là số 7. Cây đứng nha cô chú anh chị, tại nó bầu nó hơi nghiêng ha. Cô chú anh chị thông cảm ha.
xếp bên kia xem. Rồi, kệ đi. Rồi, điều tay luôn, điều tay luôn. Cũng là chi, khỏi nói rồi, dư luôn. Đây, chi khá nhiều quý cô chú. Nó được rồi, được. Quá dữ. Rồi con cũng xin báo cái thông số cô chú anh chị. Rồi thông số luôn, chiều cao luôn. Chiều cao 2 mét đó cô chú anh chị ơi. Rồi 2 mét. Tới ngang hiện tại khoảng 1 mét 4. Rồi. Hoành vị trí này là 32 cô chú anh chị. Rồi 32 luôn. Rồi cây mã số 7 cũng là cây cuối cùng của clip con xin giao lưu với cô chú anh chị, giá là 9 triệu rưỡi cô chú anh chị. Em là 9 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi như vậy vòng đi. Rồi ok, vậy là cây tiếp theo. Dạ, cây số 7 cũng là cây cuối cùng của clip cô chú anh chị. Rồi. Thì cũng rất mơ cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi clip ạ. À. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại. Dạ. Rồi, dạ. Biệt.